Tao buôn bán ế ẩm lắm, không so bì được với mẹ chúng mày. Bán buôn ế ẩm, kinh tế khó khăn. Mẹ chúng mày bây giờ là tổng đại lý lịch. Mẹ chúng mày bây giờ là bạn đang bán tổng đại lý lịch. Nên là chúng mày không phải vào đây gây sự nhé. Có giảm cân em, có hỏi thăm mẹ dạy tóc tai mẹ thế nào không? Gửi cho mẹ hộp hà thủ ô đây. À, nó đang lùa gà đấy. Nhà không nhu cầu lùa gà các bé. Chị bán hà thủ ô từ ngày mẹ các bé còn chưa xuất hiện trên cộng đồng mạng với cộng đồng ảnh lịch. Ha. Các con phải in hình mẹ các con ra cộng đồng ảnh lịch. Nữ hoàng ảnh lịch. Đó. Tác dụng thiếu máu uống cái này. Hà thủ ô này xài bao năm rồi, đầu hơi bếch nhỉ. Hà thủ ô xài bao nhiêu năm rồi? Đó. Đó, ok. Ê, trên mạng hay có cái trò gì? Ê, chúng nó ghét mình làm gì mình nhỉ? Nói chung là mọi người muốn mua hà thủ ô thì nhắn tin vào phở bò bên em, bún đậu cô khàn. Chị ơi sao ra mặt chị dày vậy á? Đúng rồi, vì chị không có duyên để được làm nữ hoàng ảnh lịch như mẹ các em. Chị không có duyên làm nữ hoàng ảnh lịch như mẹ các em nên ra mặt chị phải dày. Em không bán được trên TikTok đâu các chị. Em không bán trên TikTok. Em bán hà thủ ô đến bây giờ là 8 năm rồi mấy chị đây. Nói chung là đầu hơi bẩn nha mọi người. Chưa đi ăn đồ Nhật. Tối định đi ăn phở mà không mang theo tiền. Tối nay định ra đường ăn phở mà đổi túi không mang theo tiền. Xong đi đổ xăng không mang tiền. Thế à, may quá có chuyển khoản. Tâm sinh tướng, đúng rồi em. Em thấy tướng chị sao? Bầu chưa? Chị có nhu cầu mang bầu đâu mà bầu chưa. Chị làm phôi để đó. Chị thuê người đẻ em ạ. Khổ. Mấy thằng gọi là khổ rách áo ôm ở trên trên cuộc đời này buồn cười lắm. Nó hay comment câu: con này hết thời, rồi con này hết đát. Mình nghĩ bụng mà chứ, đát có hết thì cũng xin là không đến lượt chúng mày được hưởng. Toàn ảo tưởng huyễn hoặc. Đô ma vào Sài Gòn qua quán chị ăn mà không gặp chị Tích. Em vào lúc nào? Em vào lúc nào? Chị mới ra quán trưa nay, nhưng mà chị ra có một tí lúc 11 giờ rưỡi. Xong mà chị đi ăn tối. À, chị đi ăn trưa với Văn Mai Hương ở Dược Sĩ Tiến. Xong chị về nhà ngủ trưa với con chị. Sau đó là chị ngủ dậy thì chị ôm con. Rồi tối chị ra quán chị chạy bán bún đậu. Nhà chị đang hụt nhân viên, đang thiếu nhân viên chạy bàn. Sâu đờ mentor hay. Chị mới gặp Tiến nói xong nghe hóng được vụ tập 1 rồi. 11 tháng 7 quay tập 2. Chị ơi cho em xin 50 ăn cơm á. Em bị liệt à? Em bị liệt à mà xin 50 ăn cơm? Mình bị liệt thì mình đi bán vé số em nha. Các em đừng bao giờ lên trên mạng mà comment xin 50 với xin 70. Chị á, hết ăn chặn từ thiện rồi nên không có tiền cho. Chào Bích Hiệp Nguyễn, chào chị Yến Nguyễn. Trả lời thế chuẩn không ấy bà? Dạo này chị không ăn chặn được từ thiện nên chị không có tiền cho em nha bé. Để mai chị làm màu chị ăn chặn thêm 500-700 triệu. Nó đói thấy mẹ tiền đâu cho ai. Đúng rồi. Dạo này có ăn chặn được từ thiện đâu mà cho ai cái gì. Để sáng mai đăng mấy cái hình từ thiện này cho mọi người chuyển cho 500-700 triệu tiêu tạm. Trang ơi, chỡ cỡ Trang kêu làm được mentor á. Có quan trọng không? Chị em có nhu cầu làm bia đỡ đạn cho các em chửi. Trời, các cưng chửi chứ cưng có giàu không? Trời ơi, chị ăn chặn 5.000 tỷ rồi em.
chị ăn chặn 5.000 tỷ rồi. Nên là tầm này là chị muốn là lấy 500 triệu đi đổ xăng chơi mà em. Trời ơi, mình phải hành nghề là em ơi. Xài app gì đâu biết đâu. Cái TikTok là cái app gì đâu biết. Bấm lên là thế. Vậy là giàu dữ chưa chứ? Khi nào ăn chặn được 50.000 tỷ nó mới giàu. Xem like giải trí ghê á. Chửi á, bởi vì chị muốn cho mọi người vào chửi mà. Nên là phải trả lời comment chửi cho chúng vào chửi chứ. Sao bà không mở một lớp học kết quắc á? Chị kết quắc xấu lắm. Chị sẽ mở cái lớp dạy kỹ năng ăn chặn từ thiện. Là tốt nhất, là hợp hợp ý mấy đứa ghét chị nhất em ạ. Chào chuyện của Khuê, chào em. Đó. Bôi hơi lố tay nha mấy bà. Các bà bôi kem đừng có bôi nhiều, lố tay như tôi nha, hơi dày nha. Yến Nguyễn ơi, chị của chúng nó là đang đi bận đi show Nữ Hoàng Ảnh Lịch đó em. Làm mũi sao đánh nhau được á? Mũi chị mũi thật đấy mà. Có cặp silicone bơi ngửa là giả thôi. Dạy kết quắc thì được bao nhiêu tiền đâu em. Phải ăn chặn từ thiện nó mới nhanh giàu. Mày làm gì có ai gửi mà ăn chặn? Bọn này mâu thuẫn vãi chưởng ra. Nó bảo em là mày làm gì có ai gửi tiền mà ăn chặn. Xong câu sau nó comment là mày sống bằng nghề ăn chặn từ thiện. Chúng mày đa nhân cách quá. Chúng mày đa nhân cách quá. Cái mặt mày làm gì có ai tin mà gửi tiền từ thiện. Xong câu sau lại bảo là mày là sống và sung sướng hôm nay là nhờ tiền ăn chặn từ thiện. Đa nhân cách không nên nha. Bỏ cái đi đi, bỏ đi. Mình phải nhất quán quan điểm anti là anti muôn đời. Ha. Ghét là ghét muôn đời. Ha. Ghét mãi mãi. Ha. Khổ lắm cơ. Các bà thấy em tội nghiệp em không? Chúng nó anti mà không nhất quán quan điểm. Em là mỗi ngày là phải cố gắng gây sự với chúng nó cho chúng nó có chuyện vào group anti, chúng nó chửi mình, chúng nó công ăn việc làm. Chứ dịch bệnh này mà mình không dịch bệnh xong mà suy thoái kinh tế, mình không tạo công ăn việc làm cho mấy đứa ghét mình ấy, thì sợ chúng nó ra đường, chúng nó gây ra tai nạn giao thông, tội nghiệp. Sống để đức cho con em dạ. Đức lắm chị. Đức lắm anh ơi. Mấy anh mà cứ hay sống để đức cho con. Bỏ nha, bỏ 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 bỏ. Mình bỏ câu đấy đi. Vì soi lại con mình nó có đức chưa, nó hưởng đức bố mẹ chưa, hay đang sống cuộc sống bần hàn. Các chị các anh, các anh chị, cuộc đời sống còn chưa biết thế nào gọi là ra khỏi đất nước Việt Nam. Rất thay vào dạy đời, sống để đức cho con. Đi chu du nhiều vô để mở mang đầu óc nha. Cố lên ha. Em không chơi ruby đá quý anh ạ. Em anh cho em mấy lít rượu Kim Sơn Linh Bình hay là mấy lít rượu Ngô Hà Giang em ok. Chết một ngày đó nào đó ngã quỵ hết phước. Ngã quỵ mà hết phước. Ngôn ngữ đa dạng. Khó hiểu quá. Ngã quỵ hết phước. Đừng dùng, đừng chơi chữ. Ha. Em ơi, em hơn ai, nói như đúng rồi, giỏi lắm, lầm kiếm tiền dạ. Em thật, anh đánh giá em rất cao luôn. Em không thể tin nổi trên cuộc đời này có người đánh giá em cao như vậy. Em cảm ơn anh nha. Ha. Đánh giá em có cả trình nằm ra kiếm tiền. Cảm ơn anh nha. Thằng nào bạc phước lấy mày. Cưng. Chuẩn nè. Cưng nè. Ừ. Chúc mừng. Mặt lắm, chúng mày cũng mê chồng tao lắm và rủa tao bị chồng bỏ hoài.
Cố gắng lên nha, khổ ghê. Cái gì tặng cái gì trái tim trên đầu vậy trời. Anh Mít An ạ, nó comment em rằng là cái mặt mày ấy là sống bằng nghề nằm ngửa. Không ngờ nhan sắc của em cỡ này mà được liệt vào gọi là châm anh liệt nữ, sống và giàu có bằng nghề nằm ngửa. Vê vẻ, một sự vu khống hoàn toàn tuyệt hảo. Yêu, thả tim này, thả tim này. Đó, khổ lắm. Mấy cháu mấy em mà con này á, gì hàng hết đát. Dạ hết đát em đóng lại đát được ạ. Hết đát là em đóng lại đát được nhá. Đấy, nên là yên tâm, yên tâm. Em nhà nhà em bán toàn đồ phách, cỡ nào cũng có máy đóng lại hết anh à. Ha, cưng. Nhưng mà đầu thai lại đi, đầu thai 10 lần đi. Có khi có phước lắm gặp em bố thí cho phần bún đậu nhá. Nhớ nhá, nhớ là nếu đói kém quá, từng ghét em ha, từng ghét em thì cứ đến quán bún đậu của em, 102/26 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào bảo nhân viên là tao là Atifan con Trang Khàng, giờ tao đói quá, tao khổ quá, tao đến đây tao xin quay xe cho tao ăn bữa cơm. Chắc chắn cho, chắc chắn cho, chắc chắn sẽ bố thí. Nhưng mà chửi nha, là phải chửi làm sao cho nó sáng tạo lên. Sao bà rảnh vậy? Thích rảnh, thích đối đáp mà. Trời ơi, Trang nghĩ Trang có phước hưởng phước cả đời à? Hết phước nghèo mạt, anti cười cho. Dạ em cảm ơn lời cảnh báo. Lo thân mình đi. Hiện đã đang giàu chưa? Hiện đã đang giàu chưa ạ? Đối tượng nói em hết phước thì đối tượng đấy hiện tại đã đang giàu chưa? Ha? Đã giàu chưa ạ? Hay vẫn đang chạy ăn từng bữa? Ok chưa? Trời ơi mày sống để đức cho con. Dạ đức con em biết. Con các anh chị hưởng cái đức gì các anh chị nào? Các cháu hiện tại đang ăn uống thế nào ạ? Một tháng các cháu tiêu xài bao nhiêu tiền ạ? Ha, phước đức của con các anh chị hiện tại đang học những cái ngôi trường như thế nào ạ? Đi học mình đi là đi bộ, đi xe máy, đi xe đạp, đi xe đò, hay đi xe của nhà trường, hay đi xe hơi. Dạ, đức con anh chị đang được hưởng đến đâu ạ? Dạ, phước đức con các anh chị thì chuẩn bị có được đi xem Blackpink không ạ? Dạ, chuẩn bị có show Blackpink á. Mà 90% trẻ em giờ thích Blackpink á. Thế hỏi thật là phước con các anh chị đã được mua cặp vé chưa ạ? Chuẩn bị mùng 7 là bán rồi đấy ạ. Mình đã chuẩn bị tiền để mình mua vé cho con mình chưa ạ? Ha, nhờ kiểm duyệt xóa comment toxic. Thích để thế cho nó chạy vậy đó cho nó vui. Ha. Dạ thưa chị, nhiều người giỏi thành công đâu cần nhà lầu xe hơi học trường uy tín. Cái điều đấy chị biết. Cái điều đấy chị biết. Chắc chắn những người giỏi thành công không nhất thiết phải học trường uy tín, danh tiếng hay là ở nhà lầu xe hơi. Tuy nhiên, nếu con mình sinh ra mà thông minh lanh lợi ha, mà nó được ở trong một môi trường tốt, sung sướng thì đó đã là một cái phước đấy ạ. Nên các anh chị, em cứ hỏi thật sự là phước con anh chị đến đâu rồi ạ? Ha, ok chưa? Chào chị Đào Hoàng Yến. Chị phải qua TikTok của em chị. Qua đây em đang rep comment chúng nói này vui lắm chị. Đó. Đó, đang rep comment chúng nó vui lắm. Bên TikTok này, đó, mọi người nhòm đây không? Đó. Ồ, con mày mai mốt đi ăn mày. Dạ vâng, cũng mong vậy ạ. Cũng mong là mai mốt đi ăn mày. Tiêu đến bao giờ mới hết được cái lượng tiền đấy? Tiền ăn chặn mấy nghìn tỷ. Không biết là phải mọi người chiêu em cái 5.000 tỷ ăn chặn á.
thì mình sẽ phải tiêu mỗi ngày bao nhiêu? Nếu thưởng thọ tầm 68 tuổi thôi thì mỗi ngày mình nên tiêu bao nhiêu tiền? Mình nên tiêu bao nhiêu tiền thì sẽ hết 5.000 tỷ ăn chặn ạ. Đấy là còn những cái khoản tiền từ thiện sẽ chuyển vào liên tục mỗi ngày ạ. Trời ơi, có bằng chứng kìa, miệng nó nói ra. Lẹ lên, lẹ lên, lập vi bằng liền, lập vi bằng liền, quay clip cắt lại liền. Ok, good job chưa? Bố sợ mày quá, đâu ai bảo ai cần sợ. Không cần sợ chị em. Sợ chị mà làm gì? Sợ chị làm gì? Sau này con kiến lãnh hết. Đúng rồi, nó đang lãnh đâu em. Kiến đang lãnh em ạ. Đang lãnh cuộc sống đủ đầy lắm. Đang lãnh cuộc sống đủ đầy. Trời ơi, chọc chị chửi á? Chị thích. Chị thích. Các em cứ rủa con chị nhiều vô, nó vận hết vào con các em. Chị chắc chắn điều đấy. Trời ơi, đúng rồi. Comment thật nhiều câu rủa con chị nào. Mạnh mẽ lên. Ha. Mạnh mẽ lên. Rủa con chị thật nhiều vô, thật độc mồm vào. Chị thích đó. Rủa mạnh mẽ lên. Ok chưa? Vận vào con cháu các em. Yên tâm một điều. Rủ mạnh lên. Nhanh lên. Comment chửi mạnh lên. Chửi mạnh lên. Đó, các bác thấy không? Mình đang tạo con việc làm cho chúng nó. Còn dân chơi nhà chúng mình cứ chơi với nhau này thôi. Mình lâu lâu mình quăng miếng để cho chúng nó vào comment chửi mình, cho nó cái nick của mình nó đẩy tương tác. Cảm ơn mọi người yêu quý em nhé. Đây là khiêu khích người khác thích mà. Các cưng muốn vậy mà. Chị Choang này, đã báo cáo sợ quá à? Report sợ quá à? Chị Choang. Chị kiểm duyệt comment không? Chị thích thấy cho chúng nó vào, chúng nó vui chơi trong nhà chị chứ em. Mọi người yên tâm, em là một trong những dạng này này, rất thích người khác chửi mình. Mỗi một ngày mà chúng nó không chửi em là em bị mất ăn mất ngủ với các chị. Nên là em mới nói các chị ấy, là mình tạo công việc làm cho những cái con gọi là não lợn ghét mình, nó cũng là một trong những cái làm phước. Bây giờ có khi chúng nó còn đang chết đói là một, bị cắt giảm biên chế là hai, bị đuổi việc là ba, đói khổ là bốn, không có việc gì làm thì có khi ngồi đâu cũng có được cái 3G hoặc là xin miếng wifi. Nó phải tiêu khiển để nó vào nó comment chửi mình thôi, nó ngồi im một chỗ cũng được các chị ạ. Chứ nó không chửi mình nó biết làm gì, nhỡ ra đường đâm đầu ô tô nó chết. Lại phải từ thiện cho nó cái áo quan 14 triệu cộng với tiền hỏa táng. Tốn kém hơn. Mình để đây này. Mình để đây để cho chúng nó vào chửi mình. Tạo công việc làm cho chúng nó có chỗ chúng nó chửi. Các chị hiểu không? Đó. Ảnh hưởng dây thần kinh mắt à. Nên mổ mắt thay mắt luôn. Ok chưa? Trời ơi Lê Mỹ Huyền, chúng nó trình gì, chúng nó trình gì mà rơi vào đả kích chị hả em? Tuổi Tý sống ở cống mà, nên thôi các con cố gắng kiếm tiền. 6 tháng rồi, 6 tháng trôi qua là 6 tháng nhé, 6 tháng cuối năm nó đến nhanh lắm. Tết này có tiền mà mua cho bố mẹ cặp bánh chưng con gà là may rồi ha. Vâng chị Vỡ Mộng, em đâu nhu cầu chiều lòng chúng nó, cho chúng nó táp mình chơi vậy đó, cho nó vui. Em chỉ là con bán bún đậu thôi, có bán được nhiêu đâu, ngày kiếm được triệu 2 triệu đó, ngày kiếm được triệu với 2 triệu thôi, không nhiều. Mấy giờ rồi, mấy bà cho tôi hỏi mấy giờ rồi.
livestream giờ này sao nhiều người chửi mày vậy? Mà mày vẫn livestream mày không ngủ được à? Có gì mà không ngủ được? Tại vì tao phải cố gắng tao thức khuya để mai tao ngủ nướng đến trưa, để cho tao khỏi ăn sáng cho tao đỡ mập. Cô Thương, làm sao có chuyện không ngủ được các em? Nhà chị nè có methan, melatonin này đó, kẹo ngủ từ ngậm đến kẹo dẻo nhé. Các con cứ yên tâm. Cái này 180 viên, 550 cành, thích dùng kẹo dẻo, nhai cho thơm thơm vị dâu cũng được. Còn à, ta đây ta dùng là viên ngậm ha. Chửi chị nhiều vô chị mới nhanh giàu nha các bé. Phải chịu khó mỗi ngày và chửi chị nha Atifan. Trời ơi các cưng nói chị là tức không ngủ được, chị ức quá. Chị phải ngậm 2 viên kẹo ngủ để cho nó giảm xì chết căng thẳng. Chị ngủ một giấc ngủ say tình nồng. Trang Phạm ơi, chị không bán hàng thủ ô trên TikTok. Em qua fanpage nhà chị. Ai chửi gánh nghiệp cho Trang. Em cảm ơn chị Lê Mỹ Huyền. Cho chúng nó chửi thoải mái. Thoải con ngờ mày. Ngậm kẹo ngủ để mai ngủ nướng. 10 giờ dậy ăn trưa luôn, đi cà phê, chiều về ăn bữa tối nhẹ nhẹ nó mới gầy được. Cái này là cái dạng ngậm này 250 viên. Quên không nhớ bạn, không nhớ giá bao nhiêu tiền à, hình như là 565.000 250 viên. Còn dạng kẹo nhai này này 180 viên có giá là 550.000. Đó. Khổ lắm. Kẹo ngủ này đâu có bị phụ thuộc. Chị dùng hộp này là hộp thứ 2 rồi trong 4 năm nay. Nó chỉ giúp cho em á, là nếu như em muốn ngủ sâu giấc không giật mình, muốn ngủ sâu giấc không giật mình và ngủ dậy không bị đau đầu thì là cái này. Khi nào cần ngủ sớm thì chị mới ngậm, hoặc chị cần ngủ để chị ngủ. Ví dụ như sáng mai là chị muốn ngủ đến 9 giờ sáng để tối mai chị có chất nhậu, là phải ngủ một giấc sâu, có nghĩa ngủ không giật mình ấy. Là cái này này. Đó. Ok chưa? Trời ơi. Ê, sao lại bảo kiếm à, ngập đi không? Chị lesbian em ơi. Cái gì bà Bảo Cường? Ai mà bị bóng đè không vào giấc làm vài viên kinh nghiệm. Thôi đi chị ơi, đừng cố tỏ vẻ là mình ổn. Chị đâu có ổn em. Chị đang không ổn tí nào luôn. Hôm nay chị ế độ nhậu, chị không ổn tí nào luôn. Thì bọn em mới thấy chị live stream đấy. Chứ bình thường giờ này chị đang đi nhậu rồi ha. Không, chị Hoa Ban Trắng lọ này 250 viên là lọ to nhất rồi. Trời ơi, Việt Nhân đầy hình. Sao ngủ em? À mày vẫn có mày có chạy chung với chị với vụ Đức Vĩnh không đấy? Nên là những người nào mà muốn giấc ngủ tốt này, muốn giấc ngủ tốt, muốn giấc ngủ ổn định nha, thì mọi người sử dụng kẹo ngủ. Cái này em dùng nhiều năm rồi. Lâu lâu em mới cần dùng. 2 năm em dùng, à 4 năm em dùng 2 hộp. Là bởi vì, vì nhiều khi bản chất là em hay gọi là ngủ giờ lung tung ấy. Nhưng mà em muốn ngủ giấc sâu là cái này. Chào chị Tường Oanh 88. Em chưa có BIB à? Không sao, để chị nói Đức Vĩnh là chị đăng ký 2 suất. Chị chạy 10 cây, mày chạy mấy cây? Trời ơi, mấy con đừng có lo cho mẹ quá, mấy con Atifan. Nghe nói chị sắp dẹp bún đậu, không em? Nhà chị là không dẹp được đấy, vì nhà này đứng tên chị, sổ đỏ đứng tên chị em ạ. Thịnh Nguyễn lâu rồi không ghé quán Trang quận 9 xa quá. Bao giờ em rảnh lên quận 1 ghé chị. Mai chị đi Thủ Đức uống cà phê với ăn chuối chiên. Mới xem TikTok có cái nhà chuối chiên Sóc Trăng có chi nhánh Thủ Đức. Chỉ vì cái clip chuối chiên đấy mà mai phải xuống đấy đấy. Ở gần cầu vượt gì đấy. Cầu vượt gì đấy, chuối chiên gì Sóc Trăng nổi tiếng lắm. Cầu có cái cầu vượt gì ấy. Là mai phải đi ăn chuối chiên mà 40.000 một cái. Trời ơi. Khiếp. Em nghe nói anh Khoa sẽ dẹp quán chị. Dẹp nhanh. Dẹp nhanh. Dẹp ngay quán chị đi để chị được đi ăn chơi rách rời dây xuống ruộng. Dẹp nhanh quán bún đậu cô Khàn nhanh. Khẩn trương. Dẹp nhanh quán chị. Trước tiên muốn dẹp quán chị
nhanh vào luôn, ói ngay ra 22 tỷ mua cái nhà đấy của chị là giá thị trường. Nhưng mà muốn dẹp quán chị là chị bán cái nhà ấy 100 tỷ. Dẹp liền, dẹp lập tức cho chị đi. Dẹp lập tức cho chị. Khổ thật sự. Con chân gà đấy mà bảo tao sợ á. Con dơ giấy tao không thèm nhắc thôi, chứ đừng nói chứ tao sợ ở đây. Trời ơi. Trời ơi, sợ quá à. Sợ quá à. Dẹp quán chị đầu tiên phải mua được đứt cái nhà của chị nhé em. Em có sửa mũi đâu. Cái app này nó thế đấy. Cố gắng dẹp nha. Mẹ chúng mày tuyên bố dẹp quán tao mấy năm trước, mà đến ngày vào tù đến giờ vẫn chưa dẹp được. Mà nghĩ chúng mày tuổi tí sống ở cống à. Mẹ chúng mày là idol trong lão chúng mày. Cái lũ ngu ngục như vậy ha, mà còn không dẹp nổi quán tao. Có 100 tỷ mua cái nhà hay không? Đó, có trăm tỷ mua nhà không? Đấy, mua nhà đi, dẹp tao liền. Tao ra chỗ khác. Tao ở mở. Tao thiếu gì nhà. Trời ơi. Chị ở quận 1 là chị đường Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 nha. Trời ơi, mẹ mày đang đứng sau tao á, tao sợ quá à. Cố gắng lên nha. Có 100 tỷ đéo dành xem live chị, đúng rồi. Mẹ đến 1 tỷ cả đời, cái lũ Atifan chúng mày còn chưa có để mà ước mơ. Mẹ mấy con Atifan chúng mày á, đến lúc thác xuống Cửu Tuyền ấy, chắc chắn đéo có đến 1 tỷ tiền mặt. Ngồi đấy mà ước mơ dẹp quán tao. Phải nhớ này, thằng có tiền ấy, định hạ người khác thì phải tìm hiểu đối thủ. Mẹ tiên sư mới nói rằng là gì? Cái thể loại ấy mà cứ nghĩ rằng là quán ai cũng dẹp được ấy, ngông cuồng giống con mẹ chúng mày quá. Thật chị, sự chị không bằng Khoa đâu, buông đi cho lành. Rồi, đúng là giọng điệu của cái bọn cả đời không có tiền. Cả đời cái lũ không có tiền. Ừ, idol chúng mày to hết, của idol chúng mày hết. Gớm. Anh của chúng mày ấy, mặt bằng cũng chỉ toàn đi thuê thôi. Còn bố mày này này, mặt bằng là có thật để không cho thuê này. Gớm chết. Tao đến like chúng mày đấy, phải hiểu bản chất. Người ta có tiền, nhà đứng tên, người ta có bao nhiêu nhà cho thuê các quận, người ta còn không thèm mở chi nhánh. Còn anh chúng mày ấy đều đi thuê mặt bằng thôi. Hai câu chuyện khác nhau đấy. Hoa Anh Thảo 680.000 đạt 09 ơi. Gớm, không phải mô kích. Chị em tao chơi rất rõ ràng. Mẹ chúng mày đúng là cái loại không có tiền, nên là toàn mày ảo tưởng ngu si ngông cuồng ngáo. Tao bảo rồi, muốn dẹp quán tao cứ mua cái nhà. Alo, nhầm máy nhá. Trời ơi, Tường Anh ơi, cái bọn ngáo đây chấp làm gì. Trời ơi, đớp từ thiện mới mua được nhà, cỡ mày làm được cái gì. Vừa mới mày bọn này đa nhân cách thật. Vừa nói cái mặt mày gian thế này, ai gửi tiền từ thiện. Giờ lại khẳng định người ta đớp tiền từ thiện. Thôi tao bố lại chúng mày. Bố lại chúng mày. Chả lắm, ừ, nhận hết. Ừ, vô xem. Ừ, nhục dùm, sợ mày quá mẹ gấu 18. Thôi lo kiếm tiền đi, con rắc rưởi kia. Ăn còn đéo đủ ăn, vô xem nhục dùm. Xuất ruột. Các chị thấy em chửi chúng nó vui không? Các chị nghĩ chúng nó rắc mộ được không?